Rồi, hello, chào mừng quý anh chị đã trở lại với kênh Mỹ Mô Tô của em nha. Hôm nay thì em có mặt tại cửa hàng xe máy của anh Hưng Phát nha anh chị. Chuyên về những mẫu xe SH nha anh chị ơi. Hôm nay cũng về một số xe nè. Thì cũng như là đầu tuần thì em đến để cập nhật cho anh chị các bạn mình giá xe ha. Và cũng như thường lệ là cửa hàng có hỗ trợ mua bán trao đổi tất cả những mẫu xe máy nha anh chị. Và có trả góp và ship xe ở xa luôn. Cho nên anh chị mình ở xa thì có quan tâm dòng xe nào trong video này có thể trực tiếp mình liên hệ qua số em có để trên màn hình nha anh chị, cũng như là mình có thể đến cửa hàng để mình coi xe luôn qua địa chỉ là 303 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị ha. Và tiếp tục đồng hành với mình hôm nay sẽ là bạn Huy nè. Huy sẽ báo giá chi tiết cho anh chị bạn mình các mẫu xe. Dạ vâng, hello, xin chào tất cả mọi người nha, chào mọi người đến video tiếp theo của kênh Anh Mỹ Mô Tô nha nha. Ở và như thường lệ bữa nay thì anh Mỹ cũng nói là cuối tuần nha, đầu tuần nha nha ơi. Đầu tuần thì lại lên video báo giá xe cho cả nhà cập nhật những dòng xe mới về đây như những dòng Vairo em mới về đây cả nhà ơi. Vairo về thêm nữa hả? Dạ Vairo em về thêm, Vairo đợt cũ thì em rời đội rồi cả nhà ơi. Mới về những màu sắc rất là đẹp luôn. Nhưng mà hình như là bản này như là 150 hết đúng không? Dạ đúng rồi, bản Vairo này thì đều là bộ là 150 hết nha cả nhà. Xe đẹp đẽ sạch sẽ luôn. Như em mẫu này trước nha cả nhà ơi. Em mẫu này là mẫu Vairo 150 màu vàng cát nha, đi mông màu vàng đồng nha cả nhà ơi. Đó. Em này thì là đang đợi giá cho nhà là 36,6 triệu nha. Đời 2020. Ok cho mọi người. Xe đẹp để sạch sẽ luôn, máy móc em bao rin bảo hành 1 năm sử dụng nha. Và những dòng Vairo thì em chưa bao gồm filter nha. Ok nha mọi người. Mọi người có nhu cầu thì em hỗ trợ làm cho nha. Đó. Quan tâm thì liên hệ em đi nha. Còn qua mẫu này tiếp theo đây. Mẫu này là mẫu màu xám xe mang, là màu phiên bản màu mới này cả nhà ơi. Đó. Em này thì là đời cũng vẫn là 2020 luôn. Đó. 36,6 triệu tiếp tục cho nha. Mọi người đến chốc xem còn phí thêm lọc lá nữa nha. Xe đẹp để sạch sẽ luôn. Gai gió còn vẫn còn nha, lớp mới nha cả nhà ơi. Xám xe mang màu cũng là rất là đẹp và rất là hot hiện tại luôn nha anh chị. Đó, màu xám xe mang 150 nha, Vairo 150. Anh chị là muốn sáng hơn thì lấy màu trắng đen nữa nè. Dạ. Trắng đen cũng đẹp sang á. Mọi người muốn màu sang trọng nè. Đó, màu trắng đen đây cả nhà ơi. Em này là vẫn là 150 nè, vẫn tiếp tục là 2020 luôn, đời 2020. 36,8 triệu. Ok cho mọi người, xe đẹp để sạch sẽ. Đó. Mọi người thấy chưa mọi người ơi, cả nhà ơi. Đó. Đấy, những mẫu xe thì bên cửa hàng thì cũng như thường lệ thì video nào cũng có nói cho anh chị các bạn mình là khi anh chị các bạn ở xe thì có thể cọc xe ha, cọc tầm 3 đến 5 triệu. Dạ đúng là rồi. Bên cửa hàng sẽ giữ xe cũng như là ship xe cho anh chị mình. Đó, ok nha anh em. Ok. Đó, còn như mẫu này nha cả nhà, tiếp theo em mẫu này đây, mẫu này là mẫu là SHK Việt Nam nha. 125 à 125 2014 màu đen nha em, rất chi là tuyệt vời luôn. Em này đang đợi giá là 43,8 triệu nha. 43,8 triệu. Ok cho mọi người, xe đẹp để sạch sẽ nha. Đó. Là bao hồ sơ đúng không? Dạ đúng rồi, những dòng xe SH cao, SH mod thì em bao hồ sơ gốc luôn. Rồi ok. Còn qua mẫu này nha, tiếp tục cho em mẫu này. Mẫu này là mẫu màu đen bóng nè. Em này màu đen bóng 125/2014 luôn. Em này biển số là 69 Cà Mau nha. 43,6 triệu. Ok cho mọi người ơi. Đó, 43,6 triệu nha, xe đẹp để sạch sẽ luôn. Màu đen bóng rất kia tuyệt vời nha. Đó. Rồi vô trong thì mình thấy có những em đời cao nè anh em, đời mới giờ nè. Mẫu thường anh em mình gọi là mẫu cá dê nè. Còn qua bên mẫu này luôn mọi người. Mẫu này là đời cao mà nhưng mà đời này anh em mình cũng rất là ưa chuộng nè. Dạ. Led 2 tầng anh chị. Còn qua em đời này nha mọi người. Em này là mẫu là 150 nè, màu đen nhám, phiên bản là CBS tháng thường nha. Đó, em này 150 2018 CBS, em đang đợi giá là chỉ có là 67,8 thôi. Đó, 67,8 nha. Ok. Xe đẹp để sạch sẽ luôn nha cả nhà. Còn qua mẫu này. Mẫu này là màu đen bóng nè. 150 à, vẫn là CBS 2018 66,8 triệu nha. Mọi người đến chốt xem còn phía thêm nhẹ lọc lá sang cổ cà phê cà pháo nha cả nhà ơi. Xe đẹp để luôn. Máy móc thì bao zin, bao thầy thợ tiên tết và kiểm tra thoải mái. Trong quá trình quay mà anh chị các bạn mình xem không kịp á, mình xem chưa gõ vào máy anh chị mình thông cảm nha. Mình cần coi chi tiết xe nào có thể liên hệ qua số trên màn hình nha chị để coi xe chi tiết lại nha. Còn tiếp theo em mẫu này nha. Mẫu này là màu đen bóng nè. Em này là phiên bản là 125 nha, CBS 2023 nha. Xe ngay chủ ký luôn. Odo 9000 km nha, cốt trước cốt sau chưa mở luôn cả nhà ơi. Đó. Em này là 67,8 triệu nha, 67,8. Rất chi tuyệt vời luôn. Odo 9000 cây 2023 125 CBS nha. Và em này thì là em bao ký giấy luôn, bao ký ủy quyền luôn nha cả nhà. Đó. Cùng qua mẫu này.
Mẫu này là mẫu là màu xám Lambo nha cả nhà ơi, 125/2021, vẫn là CBS luôn. Đó, odo chỉ với là 7.000 km. Cốp trước cốp sau vẫn chưa mở luôn. 66 triệu 8 nha cả nhà, 668. Ok cho mọi người. Xe rất chi đẹp đẽ luôn. Đó. Rồi, tiếp tục nha anh chị. Anh chị mình xem chịu khó cho em một like nha anh chị và nhớ chia sẻ video ha. Và đừng quên mình đăng ký kênh để mà liên tục cập nhật những video mới từ bên em nha anh chị. Cảm ơn anh chị các bạn mình rất là nhiều. Còn tiếp theo em mẫu này nha, em này là 150 nha, 150 ABS thắng thông minh trong bao tháng trúng trượt nha, 2018 biển số là 93 Bình Phước, chỉ có 73 triệu 6 nha bạn nha ơi, 736 rất kia tuyệt vời, đẹp đẽ luôn. Còn qua mẫu này, em này là màu trắng đen nè, 125/2018 CBS đó, biển số là 68 Kiên Giang nha, 60 triệu 6 60 triệu 6 nha mọi người, quan tâm liên hệ em liền nha cả nha. Rồi tiếp theo này anh còn tiếp theo em mẫu này là mẫu 125/2018 CBS 60 triệu 800, biển số là 61B1 thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương nha, 60 triệu 800, xe đẹp đẽ luôn, màu trắng nhìn rất là sang trọng luôn nha cả nhà. Thì trong video thì anh Mỹ cũng có ghi hai số Zalo á, Zalo á, mọi người quan tâm thì liên hệ giùm em nha cả nhà. Đấy, có số thì mình để trực tiếp trên màn hình nha anh chị. Còn qua bên này nha, bên này thì là mẫu là 125 nha cả nhà ơi, 125/2018 CBS, em này biển số là 66 Đồng Tháp nha, 60 triệu 6. Ok cho mọi người, xe đẹp đẽ luôn, màu trắng nhìn rất sang trọng luôn. Rồi tiếp tục nha anh chị các bạn, đây phía dưới là còn màu đỏ xám xi măng rồi màu bạc gì, nói chung là đầy đủ màu hết á. Rồi mình vay màu bạc nha cả nhà ơi, em này màu bạc trước tiên luôn. Em này là mẫu là 125/2019, vẫn tiếp tục là CBS nha, biển số 60 Đồng Nai, chỉ có giá là 618 thôi, 618, xe đẹp đẽ nha cả nhà. Quan tâm liên hệ em liền nha cả nhà ơi. Còn vay mẫu này, mẫu này là màu xám xi măng, 150 ABS 2019, biển số là 61C1 thành phố Thuận An Bình Dương, 74 triệu 8 nha. Nói chung là xe thắt thì nãy em cũng có nói nha, bao hồ sơ tất hoàn toàn nha, bao hồ sơ gốc hết cho cả nhà nha. Mọi người chỉ cầm bộ hồ sơ về lên phường hạt xã mọi người nhập thôi đó. Đơn giản. Còn qua mẫu này nha, em mẫu này thì là 125 nha, 125/2017 phiên bản CBS, biển số thành phố nha, 59X1 đó, 60 triệu 8 nha, 60 triệu 8. Cho em màu đỏ đỏ đô này. Rồi tiếp theo em này thì là xe đã cọc luôn cả nhà ơi. Em này thì là xe đã cọc, xe cọc thì em xé giá nha, em không báo giá nữa nha. Rồi qua luôn tiếp theo. Rồi, qua luôn mọi người ơi. Còn qua tiếp này, em này là mẫu là 125/2018 CBS, em này là biển số là 61K1 Bầu Bàng Bình Dương nha, 60 triệu 8. Ok cho mọi người, em này đi cái mẫu kính chắn gió rất chi là đẹp và ngầu luôn, giống kiểu như thắt ý anh. Dạ đúng rồi, mẫu ý á. Còn qua tiếp theo em này là mẫu là 125 nè, 125/2016 sử dụng khó remote xăm cây nha, 46 triệu 8. Ok cho mọi người, xe đẹp đẽ em ru luôn, máy móc thì vẫn cứ bao zin, bao kiểm tra thoải mái luôn. Đây thắt ý nè anh chị, lên áo ý chứ. Dạ em này cũng lên áo ý luôn, 125/2014 sử dụng từ khó chia nha, biển số là 60 Đồng Nai nha cả nhà ơi, 44.8 nha cả nhà. Đem SH này nha, 125/2014 SH Việt Nam lên form áo ý nha. Ok chưa mọi người ơi, em này cũng cọc luôn rồi cả nhà ơi, xe giấy thì mình cho qua luôn, xe giá mình cho qua luôn. Còn tiếp theo mẫu này nha, mẫu này là mẫu 125 nè, 2014 biển số là 70 Tây Ninh đó, chỉ có giá là 436 thôi cả nhà ơi, 436 nha, đẹp để sạch sẽ, máy móc bao rin, vẫn là bao rin bảo hai máy móc, một năm sử dụng cho nha, yên tâm luôn. Còn tiếp theo đấy, đối với những mẫu SH này thì anh chị mình mua trả góp với trả tầm 10 đến 15 triệu là ok nha anh chị. Đó là có thể nhận xe ha. Còn mẫu tiếp theo đây, em này là mẫu màu đen nhám nè, ở 150 nha cả nhà ơi, 150 màu đen nhám, em này lên form áo ý nè, biển số là 70 Tây Ninh, em này đang đợi giá cho nha là 46 triệu 8 nha, xe rất chi là đẹp đẽ luôn, em máy móc êm nha cả nhà. Quan tâm thì lên những dòng này luôn cả nhà ơi. Tiếp theo em sẽ mang này, khách đã cọc luôn rồi, cọc luôn hả? Dạ cọc luôn. Rồi xe dây cọc nhiều hết anh em. Và mẫu này nha cả nhà ơi, mẫu này là mẫu là 125 nha cả nhà, em này là mẫu 125/2015 nha, biển số là 93 Bình Phước, 44 triệu 6 nha cả nhà, 446. Đó, xe rất chi đẹp đẽ luôn, bóng lửa luôn nha cả nhà ơi.
Còn tiếp theo em này là sang 150 nha cả nhà. Em này là mẫu 150 2015, biển số là 62 Long An nha. Và em này em đang đợi giá là 467 nè cả nhà, 467 luôn. Đó. Quan tâm liên hệ em luôn nha. Màu đỏ nhìn rất là đẹp luôn. Còn em này là giá rất ok luôn, 125 nè. Vẫn 125 2014 nè cả nhà. Đó, biển số là 67 An Giang nha. Sau 43 triệu 8 nè, 43 triệu 8 nha. Đó, quan tâm liên hệ em liền nha. À, cứ đến địa chỉ trực tiếp cả hai em nha. Còn mọi người cần chạy thử nè, em dắt xe ra cho cả nhà chạy thử nha. À, bên em thì cũng có hỗ trợ chạy góp nha, chạy góp qua ngân hàng nha. À, không nợ xấu cho em là được nha. À, còn qua em này màu đỏ tươi nè. Em này thì là em cũng có ghi rõ luôn nha, chưa rút được hồ sơ nha. Em này chưa rút được hồ sơ, giá chỉ rất là mềm luôn, 40 triệu 8. À, 125 2014 40 triệu 8 nha, em bao tranh chấp nha. Không rút được hồ sơ nhưng mà xe em vẫn bao tranh chấp, bao trái nhổ, bao trái nổ cho cả nhà luôn. Còn qua em này màu trắng nè, 125 2018 2016 nha. 125 2016 sử dụng khó remote smart key, 46 triệu 8, biển số là 61N1 tỉnh Bình Dương nha cả nhà. Đó, đẹp đẽ luôn cả nhà ơi. Còn em mẫu này vẫn là tiếp tục màu trắng nè, 125 2014 biển số là 59N1 nha. 438, ok cho người ơi, xe đẹp đẽ sạch sẽ luôn. Đó, 438 nha. Rồi, tiếp theo cũng lên màu trắng tiếp tục nữa. Em này cũng lên Ý nè, cũng lên phòng Ý nè. Em này là 125 sử dụng khó remote xăm cây nha. Em này là đát cửa, em này là 2016 nha, mày đăng ký 2017 nha cả nhà. Biển số là 68 Kiên Giang nha. 46 triệu 8, 468 nha. Giá em đang đợi giá công khai cả nhà, mọi người đến xem xe vẫn dở tham khảo giá hơn nha cả nhà ơi. Đó. Còn em này là mẫu là 125 nè. 125 2013 vẫn tiếp tục là lên form áo quý, biển số là 61C1 nha. Đó. 41 triệu em chưa bao gồm phí sơ nha cả nhà ơi. 41 triệu thì em cũng chưa bao gồm phí sơ luôn. Đó. Rồi ok, tiếp tục bên khu vực ngoài là còn mẫu SH mo nha anh chị, kiểu như là thắt nhỏ xíu, thắt nữ á, nhiều anh chị mình gọi là thắt nữ nè. Tiếp theo em này là mẫu là em này là đời 2022 nha cả nhà, ABS. Em này đang đợi giá là 53 triệu 6 nha cả nhà ơi, 536 biển số là 61C1 thành phố Thuận An Bình Dương. Xe đời mới nha anh chị, dạ. Những mẫu này là mẫu đời mới bây giờ em nha anh chị. Cũng vậy luôn, em này cũng màu đỏ đen nè, vẫn là 2022. Đó. ABS 53 triệu 6 luôn, hai em ngang giá nhau luôn. À, em này biển số là 61H1 nha. Thắng ABS đúng không? Dạ, thắng ABS. Rồi, ok. Còn qua mẫu này nha, màu bạc cũng là thắng ABS luôn, đời 2022. Đó, biển số là 49 Long Đồng nha cả nhà. 54 triệu 6, ok cho mọi người ơi, 546 nha. Quan tâm liên hệ em liền nha cả nhà. Còn qua mẫu này là màu trắng nâu nè. Em này là biển số là 60 Đồng Nai nha, 42 triệu 8, ok cho mọi người ơi. S1 thì em vẫn bảo hành máy móc đầy đủ cho nha. Nói chung là xe đồng bộ bên em có bảo hành hết đầy đủ cho nha, bao zin, bao kiểm tra thoải mái. Còn sang em này là màu trắng đen nè, biển số là 88 Vĩnh Phúc nha, đời 2019 luôn, 41 triệu 8, ok cho người ơi, xe đẹp đẽ nha, 418 nha cả nha. Rồi tiếp theo. Còn qua tiếp theo em mẫu này là màu xanh âu nè, đó, vẫn là 2019 sử dụng khó remote smart key nha. 426 nha cả nhà ơi, 426 quá tuyệt vời luôn. Quan tâm liên hệ em đi nha cả nhà, 426 tuyệt vời mặt trời nha. Đấy, đó là tất cả những mẫu xe SH nha anh chị. Hôm nay Sonic mình hết luôn em. Dạ đúng rồi, Sonic là em bên cửa hàng em là hiện tại là hết luôn nha cả nhà. Đấy, anh chị nào có quan tâm mẫu SH thì phần nào mình xem mình trong video chưa gõ về máy, mình có thể liên hệ qua số trên màn hình để được bên cửa hàng sẽ tư vấn rõ ràng hơn nha anh chị. À, thì anh chị mình xem chịu khó cho em một like nha anh chị. Và nhớ đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới bên em nha. Rồi, chắc có lẽ là mình chào Huy á. Dạ, em xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nha. Cảm ơn cả nhà đã dành một chút thời gian và xem video của kênh Lê Mỹ Motor nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, cảm ơn Huy. Và một lần nữa xin cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video nha. Và hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.